Xin chào các bạn, mình là Hoàng Yến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video chia sẻ kiến thức pháp lý của Dohiko. Thì hôm nay Yến xin chia sẻ tới các bạn thêm một quyền lợi nữa mà người lao động rất là quan tâm, đó chính là quyền lợi được hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Hiện tại thì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng rất phức tạp, kéo theo hàng trăm doanh nghiệp phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Hoặc là các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa chi phí làm cho hàng triệu người lao động bị mất việc làm. Khi người lao động bị mất việc như vậy thì rất nhiều người không biết mình được hưởng quyền lợi này để mà tìm hiểu thông tin về việc hưởng trợ cấp mất việc làm. Nhưng mà có phải là người lao động nào cũng được hưởng trợ cấp thôi việc này hay không? Muốn được hưởng trợ cấp này thì người lao động cần đáp ứng điều kiện gì? Và trợ cấp thôi việc được tính như thế nào? Bây giờ Yến và bạn cùng đi tìm hiểu trong video này nha. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc. Theo quy định tại điều số 46 của Bộ luật Lao động thì người lao động được trả trợ cấp thôi việc khi đáp ứng đủ hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên. Thứ hai là người lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động một trong 8 trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là hết hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp thứ hai là đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp thứ ba là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp thứ tư là người lao động bị kết án phạt tù không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định, tử hình hoặc cấm làm công việc theo bản án quyết định của tòa án. Trường hợp thứ 5 là người lao động chết, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Trường hợp thứ 6 là người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết, không phải là cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị ra thông báo không có người đại diện pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện. Trường hợp thứ 7 là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Trường hợp cuối cùng là người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Và có một điều cần lưu ý là dù đã đủ điều kiện nói ở trên, nhưng nếu người lao động hưởng lương hưu theo quy định hoặc tự ý bỏ việc từ 5 ngày liên tục trở lên mà không có lý do chính đáng thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc chính là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được người sử dụng chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó, thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc được tính theo năm, tức là đủ 12 tháng, nên các trường hợp lẻ tháng sẽ được làm tròn như sau. Trường hợp có tháng lẻ ít hoặc bằng 6 tháng thì sẽ được tính bằng 1/2 năm. Trường hợp có trên 6 tháng thì được tính là 1 năm. Tiếp theo là tìm hiểu về tiền lương để tính trợ cấp thôi việc được quy định như thế nào. Thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc chính là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc. Người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được nhận trợ cấp thôi việc với mức trợ cấp mỗi năm làm việc bằng một nửa tháng lương. Lưu ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 thì người lao động chỉ cần ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đều thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, người lao động chỉ được xem xét hưởng trợ cấp thôi việc với các khoảng thời gian không được đóng bảo hiểm thất nghiệp, đó là: thứ nhất, thời gian người lao động làm việc trước năm 2009. Thứ hai là thời gian người lao động thử việc không được đóng bảo hiểm. Thứ ba là thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng. Thứ tư là thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản. Cách tính tiền trợ cấp thôi việc. Tiền trợ cấp thôi việc bằng 1/2 thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thôi việc nhân với tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi thôi việc. Thì với những thông tin Yến vừa chia sẻ, hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về trợ cấp thôi việc. Nếu có bạn nào xem nội dung mà chưa hiểu hết thì hãy comment bên dưới, Dohiko sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube Pháp lý của Dohiko nhé.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.